Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lở ha. Đó, cặp này thì lũng 8 tháng, 8 tháng rưỡi tuổi nữa cô chú chị. Đó, chiều cao của nó là 1m19 tới 1m2 bò, 1m19 tới 1m2 bò của chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, tướng tá cặp mình nè. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà cũng bán giá là 36.500.000. Đó, 36.500.000. Đó là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 28 cây số ha. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó, những hai con này chân móng hoàn thiện của chú chị, không bị ổn xe gì ha. Đó, 36.500.000. Đây, tướng tá cấp mình này của chú chị, xương sóc nè. Đây, xương sóc nè, chân móng là chân móng sò ha, xương sóc thì khá to. Đây của chú chị. Đó, hai chân trước nè. Đó, mặt mày hai con nè. Đó, hai con mặt mày này của chú chị. Đó, bò thì đây, lứa bò rồi. Đó, đít nè. Em nói đít nở dài nở ha, hai con đít nở dài nở, không tàn không xương, khá lớn của chú chị. Đó, cái đít kêu đó nè, tướng tá cấp mình. Chân móng nè. Đó, chân móng là chân móng sò ha. Bò thì em bao bú giò bú cẳng, thùng lúng thùng ruột cho chú chị hết. Đây, con này tướng tá cấp mình nè, con bên đây nè. Đó, thì cặp này giá là 36.500.000, bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 28 cây số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, như hai con này thì em nói xương sóc thì rất to cô chú chị. Đó, xương sóc thì rất to ha, đít nở dai nở, tướng tá cấp mình nè. Con kia nè, con đó chứ pin lực, con này kiểu mẫu hay lắm, bò lắm cô chú chị. Kiểu mẫu hay bò lắm nè. Chiều cao là 1m19 tới 1m2 bò phía sau sân khu ha. Đó, bò thì chân móng hoàn thiện, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Nó bò thì 8 tháng tới 8 tháng rưỡi bò cô chú chị. 8 tháng tới 8 tháng rưỡi tuổi ha. Đó, nhưng em nói hai con này thì khung tàn khung xương thì khá lớn cô chú chị. Đó thì em báo chiều cao thì bà con mình nhà có cái thước mình lấy làm đo chiều cao khoảng tầm khoảng 1m19 1m2 đi ha, vô miếng giáp hay là cái cột gì để mình lượng ước ra con bò bị lớn. Đó, nhưng tướng tá cấp mình nè, đít nở dai nở, kiểu mẫu thì rất đẹp nha cô chú chị. Nói chung thì con này thì nó dư hơn con này nó khoảng 2 chấm bò ha. Đó, con bên kia thì nói chung thì nó kiểu mẫu thì nó lực lạc hơn con bên đây một chút. Đó, nhưng mặt mày này của chú chị. Đó, hai con mặt bự ha. Đó, nhưng em nói hai con này thì dòng F1 nha của chú chị. Đó, nhưng mà hai con thì con này nói chung thì nó hơi găng hơn con bên kia một chút. Nhưng mà con cái thì nó cũng dai đôi. Không tàn không xương khá lớn của chú chị. Bò thì em bao. Đó, em bao bú giò bước câu một thùng rúng thùng ruột cho cô chú chị mình ha. Đó thì cô chú chị này thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, giá là 36.500.000. Đây, con này cái dàn dai của nó nè. Nó cái đít này. Đó, biết cái đít không? Con này cái đít nè. Đó, đít tướng tá cấp mình nè. Con này thì tướng tá cấp mình thì khá đẹp nha cô chú chị. Đó, hai chân trước nè. Đó, phần rúng nè. Đó, hai chân sau nè, chân cẳng thì đứng thẳng rẳng ha, chân sóc thì khá to. Con này cấp mình nó hay bò lắm cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà. Đó, giá là 36.500.000. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Tướng tá cấp mình kiểu mẫu nè, thấy không? Đó. Đó thì hình ảnh và giá cả cặp đực lở này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, sẽ nhắn tin số nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, bò thì 8 tháng tới 8 tháng rưỡi tuổi, chiều cao là 1m19 tới 1m2 bò. Đó, giá là 36.500.000, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 28 cây số. Đó thì hình ảnh về giá cả cặp xong rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Đó, bò đít nè cô chú chị thấy không? Nào, không mấy thì đít nở dai nở không ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, bộ mẹ con với một con bò cái kem tơ nè cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này con mẹ ba bê. Đó, con mẹ ba bê hiện tại thì đang giữ con cái kem.
Đó thì con mẹ ba bê này giữ con cái kem thì lứa đầu tiên này cô chú chị. Đó con thì được 2 tháng rưỡi tuổi ha, nhưng mẹ tơ, mẹ lứa đầu tiên. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó nói chung thì con mẹ này thì nói chung thì có dàn khùng. Đó chiều cao thì cũng không cao hung của chú chị. Chiều cao nó dao động 1m25-1m26 bò. Đó dao động 1m25-1m27 bò ha. Đó nhưng nói chung thì con mẹ này thì thấy cũng hơi khó đo. Khi nó cao hơn không chừng, khi nó thấp hơn phăng phăng cũng nói chung xê xích phăng phăng, bà con mình cũng thông cảm ha. Đó còn một con bò cái cam tơ, con bò này thì 12-13 tháng tuổi của chú chị. Đó con kem cái sao là xám móc ha. Đó con này thì chiều cao 1m34-35 bò, 1m34-35 bò của chú chị. Đó thì con cái kem tơ này thì chủ nhà cũng bán giá là 19.500.000. Đó 19.500.000 là bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 280 số. Đó nói chung thì cái này F1 kiểu muốn nuôi. Đó mình để làm giống sinh sản của chú chị. Đây xương sóc chân móng sò, xương sóc thì khá to ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó nhưng con mẹ ba bê đẻ con ra thì mát sữa dữ dằn luôn của chú chị. Đó đẻ con là lưng đích tướng tá cấp mình dài đòn lưng đích. Đó mẹ con thì nói chung thì mẹ con thì chân móng hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 30 triệu. Đó 30.500.000 chứ. Đó 30.500.000 là bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 280 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Được con cái đẻ con ra mát sữa dữ dằn luôn chú chị. Đó con thì chân móng hoàn thiện, mẹ con chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó còn con bò cái kem tơ nè của chú chị. Đó thì con bò cái kem tơ này thì bao của chú chị mình sẽ mặc sẽ lưng nghiêm chỉnh. Đó rúng nè. Đây chân móng là chân móng sò, xương sóc thì khá to ha. Đó giá là 19.500.000 bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 280 số. Bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó còn mẹ con. Đó mẹ con thì con mẹ là cô chú chị. Mẹ tướng tá nè. Đó thì con mẹ này thì em quan sát nó sẽ mặc sẽ nghiêm chỉnh đó. Đó. Đây, con mấy con đẻ mát sữa để nấu luôn cô chú chị. Con thì độc trụi nha, mát sữa. Đó thì con mẹ này em quan sát là sẽ mặc sẽ lưng nghiêm chỉnh luôn. Đó, sẽ mặc cái lưng nghiêm chỉnh luôn của chú chị. Để đứng ngay đặt đón con gì đây. Đây của chú chị, con thì được 2 tháng rưỡi. Con nó mát sữa nè. Cái lưng này của chú chị thấy không? Lưng thì lưng đôi nha. Đó còn phần chân móng mẹ nè. Nó bù vú nè, rúng nè. Nó mẹ kiểu mẫu nha. Được con cái thì đẻ ra mát sữa dữ lắm của chú chị. Đó thì bộ mẹ con này giá là 30.500.000, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 280 số. Ok. Này được con cái dàn thùng dàn ngang dữ lắm của chú chị. Đó về phần mặt mày mẹ nè. Đó con kem đó thì đột trụi nha, mặt mày mẹ nè chú chị. Đó, nghiêm chỉnh nè, mẹ này thiện bao cái mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh như của chú chị ha. Đó nhìn được con cái con mẹ cái dàn thùng khỏi nói luôn. Đó hai chân trước đó nè. Đó. Nói chung thì mẹ con này cái giá này cũng bằng giá thịt luôn của chú chị. Đó thì đối với những bộ mấy con mà đẻ rậu như thế này thì bên em bán sẽ bao lợi cho chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em đã thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn. Đó thì bộ mấy con này giá là 30.500.000, của chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó thì mình nhìn con nè, con mẹ nó đẻ con nó mát sữa nè, của chú chị thấy không, đít nè. Đó lưng đít nè, nó lưng đít thì khỏi nói luôn. Nó tướng tá cấp mình con của chú chị thấy không, lực lạc. Đó thì chú chị nào thích ưng thì liên hệ số điện thoại để tổng hình. Muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì cho em chỉ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình liên trực tiếp nha. Đó giá là mẹ con này giá là 30.500.000 bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 280 số. Đó là mẹ con này có giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó còn con bò cái kem tơ này của chú chị, con này là con kem sáp bắp. Nó sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh. Này thì bò tơ nha cô chú chị. Bò này thì mới lụng 13 tháng tuổi đó. Chiều cao là 1m35-36 bò. Đó kiểu mẫu nuôi F1 ha. Đây đít nè. Đó cái ngang này cô chú chị. Cũng thùng dạo hết nấu nổi luôn. Đó 19.500.000 bao ship của chú chị tới nhà luôn. Trong vòng 280 số. Đó cứ liên hệ số điện thoại để tổng hành.
con bò tơ này bán nói chung thì bằng giá thịt luôn nè cô chú chị. Mấy con bò tơ này bán chắc bằng giá thịt luôn. Nhưng mà nói chung thì nó dòng F1 thì kiểu mẫu nuôi làm giống sinh sản luôn. Đó thì bà con nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó về phần mặt này. Đầu thì tuổi ha, cái mặt thì nghiêm chỉnh, lưng nè. Đó còn mẹ con nè. Đó. Thì về phần vú thì con bò này thì em quan sát thì con kem tơ này thì 4 vú nè cô chú chị. Kem tơ này thì 4 vú nữa ha. Nó xương sóc thì khá to. Nó còn mẫu mẹ con. Nói chung đẻ con nát sữa khỏi nói luôn cô chú chị. Em cái đít của con cái đít cái lưng cái dài của nó ha. Hết biết luôn. Đó, mát sữa dữ dằn không? Đó. Mà có 30 triệu 500 ngàn à. Bao ship của chú chị này tới nhà luôn. Em nói con này nó dài đòn thì khỏi nói cái dài đòn luôn của chú chị. Nó đít muối luôn nè. Con này mà tại nó mới 2 tháng rưỡi đó, con này mình lên bự chút nữa lên đít muối luôn của chú chị đó. Chân móng thì hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống đúng được kìa. Tại em đang có chuyến giao về Sóc Trăng. Đó thì Sóc Trăng với An Giang. Đó với Long An. Với Tiền Giang đó, với Bình Phước, đó Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, bà con nào ở mấy vùng đó thì cũng sẽ giúp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền với xe ha. Đó với em đang có chuyến mà đang có chuyến vùng bò Đắk Lắk, bà con nào ở mấy vùng đó thì mua thì cũng sẽ giúp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền với xe. Đó thì em kênh Trang Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa, bà con nào ghé bò sinh sản vào 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Okay. Em con mẹ 3B này cái dàn thùng dữ lắm cô chú chị. 3B này được con cái nó có cái dàn thùng nè. Ở cái ngang của nó là cô chú chị thấy không? Đó, thằng vú thì 4 vú nha. Mẹ 3B mẹ mát sữa khỏi nói luôn. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này với con kem tơ cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.